đờ của ngày hôm nay, minh họa bởi Hà Nội, nghệ sĩ khách mời Lucia Pham đến từ Việt Nam, Tôn Vinh Phở, món ăn dân tộc của Việt Nam được phục vụ như một món súp thơm với nước dùng mặn, mì gạo mềm, thảo dược tươi và thịt thái mỏng. Vào ngày này năm 2018, ngày 12 tháng 12 được chọn là ngày chính thức để Tôn Vinh Phở Việt Nam, để tôn vinh kho tàng ẩm thực được yêu thích và sự kết hợp văn hóa mà nó đại diện. Điều làm nên sự khác biệt của phở là một quá trình nấu ăn có tâm, để đạt được hương vị đa dạng và nước dùng trong. Từ các thành phần như gừng rang, hạt thì là, hoa hồi và quế cho nước dùng ninh nhừ, nước dùng làm nền cho hương thơm và mùi vị cho phù hợp với mỗi khẩu vị từng người. Mặc dù nguồn gốc chính xác của nó không được biết rõ, nhưng hầu hết các nhà sử học cho rằng phở được sinh ra ở tỉnh Nam Định, miền Bắc Việt Nam vào khoảng cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Một số người tin rằng phở xuất phát từ chữ phấn, một món ăn từ cơm niêu. Người ta đã bắt đầu sử dụng thịt bò để làm tiền thân ban đầu của phở một loại phở đơn giản nhưng rất phổ biến có tên là xào trâu, gồm thịt trâu nấu nước dùng vào bún gạo. Theo truyền thống, phở là một món ăn sáng được bán trong các quán ăn đường phố, nhưng việc tiêu thụ phở đã chuyển thành món ăn thoải mái hàng ngày. Ngày nay, phở được ăn trên toàn thế giới với vô số biến thể như phở trộn, phở gà, phở cuốn và nhiều loại khác nữa. Mọi người đều có thể đồng ý rằng, món bún là một thành tố quý quá của di sản Việt Nam. Mặc dù các sự kiện tại đã làm chậm lại thị trường thực phẩm, nhưng mọi người vẫn hy vọng sự trở lại của họ nơi phở có thể được thưởng thức như một khoảnh khắc ẩm thực được chia sẻ trong cuộc sống hàng ngày một lần nữa